Chào cô chú anh chị trên mọi miền đất nước ạ. Hôm nay ngày 29 tháng 11 2021, em có về được 9 phôi mai chiến thủy nuôi cha đen lá lớn với mấy phôi nguyệt quế ạ. Được giao lưu cùng cô chú anh chị, em tên Siên ạ, em ở thị xã Cà Lậy, tỉnh Tiền Giang ạ. Số điện thoại của em 0985860647, mong cô chú ủng hộ em ạ, em xin cảm ơn ạ. Và để em đo hoành ạ. Chiều cao của nó là 87 ạ, mời cô chú tham khảo ạ. Mai chiến thủy nuôi da đen lá lớn ạ. Nuôi một lụ cô chú anh chị. Dàn nu nữa ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 38 rồi cô chú anh chị. Đo vị trí này là 38 ạ. Hoành cái cũ của nó là 70 cô chú anh chị. Này là mã số 1 ạ. Phôi này em giao lưu là 2 triệu 2 ạ. Em bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Mai chiến thủy nuôi da đen lá lớn ạ. Này là mã số 2 ạ. Mai chiến thủy nuôi da đen lá lớn cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 76 ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 36 rồi cô chú anh chị. Mời cô chú tham khảo ạ. Cây này cốt cành người ta bắt sẵn rồi cô chú anh chị. Nu cục cục luôn cô chú anh chị. Phôi này mã số 2 ạ. Phôi này em giao luôn 1 triệu 8 ạ. Bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Rồi, ok. Voi này là mã số 3. Mai chiến thủy nuôi da đen nó lớn ạ. Chiều cao của nó là 35 ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 44 rồi cô chú anh chị. Cái này lùng lực luôn ạ. Voi này mã số 3, voi này em giao luôn 1 triệu rưỡi ạ. Bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Ok. Coi này là mã số 4 ạ. Chiều cao của nó là 130 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cái này có cành có sẵn nha cô chú anh chị, thân lắc luôn ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 32 cô chú anh chị. Cây này củ nở đấy đều đẹp luôn nha cô chú anh chị, cây già. Cây này mã số 4 ạ. À. Coi này em giao lưu 1 triệu 7 ạ. À. Bao sống bao xếp toàn quốc ạ. À. Con này mã số 5 ạ. Chiều cao của nó là 65 ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 40 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Phôi này mã số 5 ạ. Phôi này em giao lưu 1 triệu 4 ạ. Bao sống bao xếp toàn quốc ạ. Ok. Voi này là mã số 6 ạ. Này dòng này nè, da xanh lá lớn nha cô chú anh chị, cốt cành cầm tay hết ạ. Chiều cao của nó là 1m2 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cây này cốt cành hơn nửa cầm tay quay nhạo nha cô chú anh chị. Này dòng này may này da xanh lá lớn nha cô chú anh chị. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 38 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ.
Coi này là mã số 6 ạ. Coi này em giao luôn 1 triệu 8 ạ. Bao sóng, bao xếp toàn quốc ạ. Voi này là mã số 7 ạ. Chiều cao của nó là 70 ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 37 cô chú anh chị. Voi này là mã số 7 ạ. Này da xanh lá lớn rồi cô chú anh chị. Coi mã số 7 này em giao luôn 1 triệu rưỡi ạ. À. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. À. Coi này là mã số 8 ạ. À. Chiều cao của nó là 53 ạ. À. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. À. Hoành của nó em đo vị trí này là 47 cô chú anh chị. Coi này mã số 8 này em giao lưu 1 triệu 4 ạ. À. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. À. Này dòng này da xanh lá lớn nha cô chú anh chị. Này là mã số 9 ạ. À. Chiều cao của nó là bài chiều cao của nó là 80 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Cây này cốt cành có sẵn cây dáng kiển đẹp luôn rồi cô chú anh chị. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. À. Vành của nó em đo vị trí này là 46 rồi cô chú anh chị. Em đo cái vành cũ của nó là 60 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Cây này cốt cành có sẵn luôn đẹp luôn rồi cô chú anh chị. Phôi này là mã số 9 ạ. À. Mã số 9 phôi này em giao luôn 2 triệu 2 ạ. À. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. À. Đứng chi xa dữ vậy. Phôi này là mã số 10, ở này phôi nguyệt quế ạ, à. Quế lá sắn mông chùm ạ. À. Rồi đó chiều cao ạ, à. Chiều cao của nó là 48 ạ, à. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Cây này cốt cành ta bẻ qua nhạo sẵn rồi cô chú anh chị. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. À. Hoành của nó em đo vị trí này là 28 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. À. Cốt cành này gần cùng tay cô chú anh chị. Coi mã số 10 này em vô luôn 1 triệu 3, bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. À. Mấy sẹo này đá thành đá này nghe cô chú anh chị. Cuốn thành đá hết ạ. À. Mã số 11 ạ. À. Mời cô chú tham khảo ạ. Này cây dáng hình thú rồi cô chú. Chiều cao của nó là 55 ạ. Nguyệt quế lá sắn bông chùm ạ. Rồi em đo cái hoành đó ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 35 rồi cô chú anh chị. Hoành cũ nó ngay cây tử là 45 ạ. Này là mã số 11 ạ. Nguyệt quế lá sắn mông chùm ạ. À. Mã số 11 này em giao luôn 1 triệu rưỡi ạ. À. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. À.
Đây là mã số 12 ạ. Chiều cao của nó là 57 ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 43 nha cô chú anh chị. Này, mã số 12 này em giao lưu 1 triệu tư ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 13. Nguyệt quế lá sắn mông trùm ạ. Chiều cao của nó là 55 ạ. Em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 38 rồi cô chú anh chị. Mã số 13 này em giao luôn 1 triệu tư ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 14 ạ. Chiều cao của nó là 90 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 45 rồi cô chú anh chị. Mã số 14 này em giao luôn 1 triệu 6 ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này có sẹo này mà thành đá nghe cô chú anh chị, không có bị hư gì nghe cô chú anh chị. Này là mã số 15 ạ. Chiều cao của nó là 110 ạ. Em đo có hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 34 ạ. Mã số 15 này em giao luôn 1 triệu tư ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Dọn kìa. Vâng. Này là mã số 16 ạ. Chiều cao của nó là 45 ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 37 rồi, cô chú anh chị. Cây dáng hình thú ạ, cốt cành có sẵn ạ. Rồi mã số 16 này em giao luôn 1 triệu rưỡi ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Đây là mã số 17 ạ. Cây cũng dáng hình thú luôn ạ. Chiều cao của nó là 66 ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 41 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Này mã số 17 thôi em giao luôn 1 triệu tư ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 18 ạ. Chiều cao của nó là 80 ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 34 ạ. Rồi cô chú tham khảo ạ.
Mã số 18 này em giao luôn 1 triệu 2 ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 19 ạ. Chiều cao của nó là 112 ạ. Còn đâu có hoành luôn ạ. Hoành của nó đo vị trí này là 47 ạ. Mời cô chú tham khảo ạ. Cây này có sẹo chỗ đây mà thành đá nghe cô chú anh chị. Phôi mã số 19 này, phôi này em giao lưu 2 triệu ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Chú này dọn đi. Này là mã số 20 ạ. Cây dáng hình thú luôn cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 40 ạ. Ở đâu có hoành luôn ạ. Hoành của nó đo vị trí này là 40 luôn ạ. Này là mã số 20 ạ. Mã số 20 này em giao luôn 1 triệu 6 ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Rồi, canh. Đây nè. Này là mã số 21 ạ. Chiều cao nó là 80 ạ. Rồi em đo có hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 33. Hoành cũ của nó là 60 ạ. Mã số 21 này em giao lưu là 1 triệu 2 ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này là mã số 22 ạ. Nhị quế lá sáng bông trùm ạ. Chiều cao của nó là 65 ạ. Rồi em đo có hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 45 ạ. Mã số 22 này em giao luôn 1 triệu 3 ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này có cái sẹo này mà thành đá nghe cô chú anh chị. Này là mã số 23. Rồi em đo cái chiều cao nó. Chiều cao của nó là 50 ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 46 ạ. Mã số 23 này em giao luôn 1 triệu 4 ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này có mấy cái mặt cắt này mà cũng thành đá nghe cô chú, không có bị sam gì ạ. Này không? Này là mã số 24 ạ. Chiều cao của nó là 50 ạ. Đó có hoành luôn ạ.
Vành của nó em đo vị trí này là 44 ạ. Mã số 24 này em giao luôn 1 triệu 7 ạ. Em bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này mã số 25 ạ. Chiều cao của nó là 60 ạ. Em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 45 ạ. Mã số 25 này em giao lưu 1 triệu rưỡi ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Củ nở đế đều cô chú anh chị. Này là mã số 26 ạ. Chiều cao của nó là 50 ạ. Rồi em đo cái hoành luôn ạ. Hoành của nó em đo vị trí này là 39 nha cô chú anh chị. Này mã số 26 ạ. Phôi này em giao luôn 1 triệu 3. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Này mã số 27 ạ. Chiều cao của nó là 43. Mời cô chú tham khảo ạ. Củ nở đế đều, cốt cành có sẵn nha cô chú. Rồi em đo cái hoành đó. Hoành của nó em đo vị trí này là 52 cô chú anh chị. Mã số 27 này em giao lưu 3 triệu 4 ạ. Bao sóng bao xếp toàn quốc ạ. Mã số 27 này cũng là phôi cuối clip của em ạ. À. Em cảm ơn cô chú đã ủng hộ em ạ. À. Mong cô chú tiếp tục ủng hộ em ạ. À. Em chào cô chú ạ. À. Xin cảm ơn.